Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hai Anh Tài Channel. Và hôm nay chúng ta đang đến với một cái event khá là thú vị các bạn ạ. Đây là sự kiện leo tháp nha. Và em đẳng cấp Legend lần này là thuộc dòng hệ, mình nhớ không lầm là hình như là hệ nước hay các bạn. Đâu mất tiêu rồi. À không phải các bạn ơi, đây. À đúng rồi, hệ nước. Đó, thấy nó bơi bơi à. Rất là đẹp luôn. À, để sở hữu được con này thì nên chúng ta còn phải leo lên tới đỉnh tháp nha. Đâu rồi, cái tháp này cũng khá là cao đây. Rồi, đầu tiên là mình sẽ di chuyển ha. Mình sẽ qua mình lấy cái mảnh của cái con đẳng cấp là R này. Đó, mỗi bước đi của chúng ta thì tốn cũng khá khá luôn. Và anh em cần phải kiếm điểm để chơi cái sự kiện này nha. Điểm đó thì chúng ta phải đi thu hoạch vàng hoặc là... Đây, thu hoạch vàng hoặc là thức ăn để kiếm thêm điểm. Và các bạn có thể đại chiến trong cái khu vực nữa, đó chính là cái khu vực list. À, cái khu vực list ở đây thì để mình vào mình xem thử cái nè. À, hiện tại mình còn phải tốn 3 viên game hoặc là 47 phút nữa thì chúng ta mới có thể chiến đấu. Ở đây thì nếu như mà các bạn không có đánh được thì các bạn hãy cho rồng ăn nha. Đây khi các bạn cho ăn thì các bạn vẫn kiếm được một cái số điểm coin nhất định. Ở đây mình sẽ cho các em gọi là level thấp nhất cho nó ăn cho nó lên nha các bạn. Wow, bây giờ thì con này chắc mình cho lên tầm được khoảng level mười mấy á. Cố lên. Rồi xong, tầm khoảng level 12 là chúng ta đã hết điểm coi màu xanh rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái sự kiện này đi ha. Di chuyển mỗi bước đi ở đây thì chúng ta sẽ tốn tầm khoảng 25 điểm. À 25 điểm nha. Khu vực phía trên nữa thì nó tốn tầm khoảng là 50 điểm nha các bạn. Rồi, ở đây thì mình sẽ đi lạng qua cái khu vực ở mé này đi ha. Đây, 1, 2. Cố lên nha. Và những cái món quà cũng rất là thú vị dành tặng cho anh em chúng ta. Vàng và thức ăn luôn. Ở đây thì mình còn 2, 4. Ui chà, nó cho mình đi đúng một bước luôn kìa. Và đây là Orbit nha các bạn. Orbit là những cái mảnh ghép của những cái chú rồng. Khi mà các bạn góp được 100 mảnh thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái em rồng nha. Ở đây là 3 bước nè. 1, 2. Ui chà. Cái rương này mình nhớ không lầm là những cái chiếc rương này mang lại khá là đồ ngon ấy. Mà mình đó thì cho 2 chiếc luôn kìa. Ôi khoan các bạn ơi, chắc mình quậy ở đây mình lượm mấy cái rương này trước đi ha. Ôi chà, khoan đi lố rồi. Thiệt là mình rất là thích mở mấy cái chiếc rương này các bạn, vì trong những cái chiếc rương này nó sẽ có những món quà rất là đặc biệt. Đây rồi. 1 2 3. Thôi ôi. Rồi, anh em chúng ta sẽ mở thử cái chiếc rương lấp lánh này xem có cái gì ở trong đây nha. Wow, cái gì đây? 10 orbit các bạn ơi, ngon lành. Rồi, ở đây thì mình sẽ khi mà chúng ta sẽ kiếm được những cái orbit này thì mình sẽ ghép ra được một con đẳng cấp Legend. Chính là cái em ở trên kia luôn nha. Rồi. Mình sẽ cố gắng mình đi gấp nhặt. À, một cái thì có thể là 10 và cái nữa có thể là 20 đó. Rồi. Ở đây đó thì còn 2 ngày và 21 giờ. 2 ngày gọi là coi như là cái sự kiện này tốn 3 ngày đi. Ở đây thì chúng ta tốn khá là ít điểm, tầm khoảng 25, cho nên mình đi thoải mái nha, chứ lên càng cao thì các bạn còn phải chú ý cái vị trí của những chiếc rương này, không nên đi lạc nha. Rồi, một bước nữa là mình sẽ đến với ok. 3 luôn thôi. Ôi. Chơi lại dễ sợ. 20 cái nào? Trời ơi, lại là con số 10. Nếu như mà 20 thì chúng ta lấy tầm khoảng 5 cái rương thôi là mình sẽ mở được một con Legend rồi, còn nếu như 10 thì chúng ta phải lấy tầm tới 10 cái rương lận các bạn. Khá là tốn kém luôn. Ở đây thì 2, 4, mình cần khoảng 5 bước nữa. Thôi ơi, nó cho ngay con số 1 luôn. Cố lên. Rồi, mình chỉ cần con số 2 hoặc 3 nữa là mình sẽ leo lên được cái tầng mới. Wow, ngon lành. Ủa, con chiếc rương này là cái gì vậy man? Thiệt tình luôn, cái chiếc rương đó mình chưa để ý đó. Rồi, kế bên là có một cái chiếc rương Orbit của Legend rồi, mình sẽ mở nó luôn nha. Đây. Lượm tiền cho mình 20 cân nè. Vẫn là con số 10.
À, và đây có cái room game các bạn. À, đây là game giống như là tiền đấy. 1, 2, 3. Mở thử cái chiếc room này xem được bao nhiêu nè. 6 viên. À, gọi là có còn hơn không đó. Rồi, 3. Ở đây thì mình sẽ di chuyển qua hướng nào đây, hướng này đi ha. Rồi. Nãy dưới này có chiếc rương nữa nè. Nãy giờ là mình kiếm được khoảng 30 orbit của cái con đẳng cấp đó chính là Legend rồi. Mình sẽ thử đi xuống chỗ này. What? Cho ngay con số 1. Rồi, đổ lên. 50. 1, 2. Trời ơi, thiệt tình luôn ấy. Nó cho ngay con số 1 nữa. Hai lần số 1 luôn. Đi đúng một bước. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra ngoài. Hôm nay thì sau khi quậy cái sự kiện này, và anh em nào đang trong team của HNT Channel nhớ làm nhiệm vụ nha. Ở đây thì mình đang có được 150 orbit của cái con Heroic mới. Ở đây thì con Legend này thì mình sẽ thả cho nó ra nha các bạn. Đây anh em, mình sẽ thả cái bé này ra. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực Arena. Ngày hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về một em thuộc dòng Titan. Con này hiện tại là đang level 34 và 5 ngôi sao vàng lấp lánh, mà chữ thì mới có chữ C thôi, khá là yếu luôn. Và em tiếp theo đó chính là em đẳng cấp Macaron, một trong những con rồng cũng rất là mạnh, trị giá của nó là tầm khoảng 372.000 một con. Đó, con này có cái tuyệt chiêu gọi là hút máu các bạn. Quýnh với người ta rồi chúng ta rất là có lợi trong cái việc gọi là hút máu người ta để xài luôn nè. Một hit là 20 mấy ngàn. Rồi, ở đây thì mình có thể gõ một cái là hạ được con này luôn á. Wow, 28 nha. Wow, đẳng cấp là Heroic của tên bạn đang lao ra level là 40. Và cái bé Titan của mình thì sẽ ra đảm nhiệm cái nhiệm vụ gọi là gánh tem nha. Rồi, bộ giáp vô cùng chắc chắn của chúng ta sẽ cầm cự được cái lượng sát thương rất lớn đến từ tên bạn luôn. 27. Rồi, và đây là Dani à. À, mình thử lượng sát thương đang được tăng gấp đôi nè. Wow, 47 luôn. Victory. Ngon lành ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ đại chiến tiếp với một cái đội hình tiếp theo nữa. Nhìn sơ đội hình tem bạn cái coi nào. Wow, thuộc dòng Legend. Con này thì được hỗ trợ máu rồi. Lượng máu của nó nhìn khá là cao luôn á. Ở đây cái tuyệt chiêu mạnh nè. À, mình sẽ chịu đất xem. 24, tem bạn còn khoảng 24.000, 24.800. Ở đây thì vẫn xài cái chiêu này đi ha. Cái chiêu này nói chung là nó bèo như con mèo luôn á. What? Mình tưởng nó lừa hạ không được, ai ngờ nó hạ luôn thằng nhỏ rồi. À, Magic. Trời ơi, con này giống như là Satan. Để mình tính toán thử xem nha. 48, mà nếu như mình khều một cái mà con này nó tắt thở coi như nó xui đi. Ok, chờ lại miếng máu. Và sau đây thì mình sẽ cho cái con ma cà rồng đi ha các bạn. Đẳng cấp là ma cà rồng. Rồi, bé ma cà rồng này sẽ hút máu của tên bạn đem về. Có cái tuyệt chiêu này rất là có lợi trong những cái khu vực mà chiến đấu gắt như vậy. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ nhờ các bạn này đi. Đó, con này được cái là nó có một cái bộ giáp. Ồ, 27 luôn. Bổ lên. Rồi, sau đây thì mình sẽ hút máu tên bạn đem về cho mình xài nha. Tuyệt chiêu. Ồ, 20.000. Máu chúng ta nhảy lên 42 luôn. Rồi, khều thêm một cái nữa. Victory ha. Ngon lành. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho mình một subscribe nha, là đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào xem cho vui nha. Ở đây thì chúng ta mới mở được một cái chiếc rương, và lần này là 14 mảnh Orbit Legend Daisy, 14 mảnh. Wow, chữ này giống như chữ Hàn Quốc nè. 35, đẳng cấp là Heroic. Rồi, ok, mình sẽ chiến với đội hình này luôn xem. Wow, hơi căng. À, mình có thể lượng máu con này nó cao quá các bạn ơi, lên tới 61.000 luôn. 27. Rồi, mình sẽ gọi thêm một cái ha, tầm khoảng 20 mấy nữa. Sau đó thì mình sẽ nhờ tới cái con Macaron ha.
lại phân chia gọi là nhiệm vụ. Thôi một hit của nó là 39.000 luôn á. Rồi đến với hai thành viên tiếp theo của đội hình tem bàn, một con thuộc dòng Legend, con này thì VR. Ui cha, nó đam với mình luôn cả. 29. Rồi tình huống này thì chơi cái em này đi ha. Còn tầm khoảng 13 hay 13 thì mình nếu như mà tính ra mình có thể hút máu con này đem về xài được nè. Đó. Rồi lên được một khúc liền. Ui cha, em này uống cũng khá mạnh nè. Wow, 7 sắc cầu vòng. Rồi ở đây thì mình sẽ nhờ tới anh bạn Macaron đi ha. Về mình biết một điều là lượng sát thương đến từ anh bạn Macaron này thì cũng khá là cao đấy. Victory. Ok, nói sơ một phát nữa xem. Và các bạn ơi, cái con Heric mới thì mọi người đã nhận được chưa? À, HNT thì đã... À, mình chưa nhận luôn á. Gọi là mình... mình đang nằm ở top 1 và lap thứ 17. À, gần lên là lap thứ 18 rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử cái lượng sát thương đang được tăng gấp đôi và hút máu của tay mình nha. 39 và mình đem về 33.000 máu. Vì tên bạn chưa có 33 thôi, tên bạn không có nhiều máu cho lắm. Rồi một mình bạn này đủ sức cân tem không nhảy. Cố lên xem. Sau đây thì tên bạn sẽ hút mà lại mình. Và lần này thì mình sẽ xài cái chiêu What the? Không kịp hút máu luôn. Cần phải cho nhau vậy không? Ôi con này nó mạnh ghê thiệt. Đẳng cấp Titan. Bộ giáp vô cùng chắc chắn và chắc là tên bạn sẽ không xuyên giáp nổi mình rồi. Victory ha. Ok. Rồi ở đây thì anh em chúng ta vừa hốt được khoảng 4 trận. Ngó ở tên bạn có một con Macaron nữa rồi. Và mình mới lên được một tầm mới luôn. Wow. Ở đây thì con này nó hy sinh rồi. Một con Macaron, một con Heroic level 35 và một em Titan thuộc dòng cũng ghê gớm ha. Để xem anh bạn level 34 này của mình đủ sức để có thể gánh gồng cái tem bá đạo này hay không đây. Chiêu đầu tiên của mình sẽ phá mất bộ giáp của thành viên Titan thuộc hệ mộc của tem bạn. Con này thì là giống như là Titanium vậy ha. Nhìn khá là bảnh luôn. 30 cộng thêm 30% đam nha mọi người. Rồi thêm một hát phát nữa. Wow, thành viên tiếp theo là dòng Heroic. Ôi ôi, lượng sát thương của tên bạn đang được tăng gấp đôi đối với mình luôn. Chào hỏi bạn hiền này một cái nữa. Và anh em nào chưa biết cách làm nhiệm vụ thì các bạn hãy truy cập vào trang web hntchannel.com. Đây là cái trang web chính thức của mình luôn. Ở đây thì mình chia sẻ các bạn cách để làm nhiệm vụ của đua Heroic và những cái sự kiện rất là thú vị, giúp cho các bạn sở hữu được những em đẳng cấp Legend mà chúng ta không phải tốn tiền nhiều. Ok. Rồi ở đây thì mình sẽ nhờ đến sự xuất hiện của anh bạn này cái đi ha. Wow, Keiko, con này là thuộc Macaron nè mọi người. Wow, nó quấn mình tắt thở luôn rồi. Đó, mấy con rồng này nó thì bán với giá khá là mắc luôn ấy. Rồi trận này anh em chúng ta win nhưng mà lại chết thêm một thành viên nữa rồi. Victory. Và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha, các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.